nay mình rất là vui khi có mặt tại đây ngày hôm nay để tham gia vô cái buổi họp chiến lược hàng năm của công ty, cũng như là được tham gia vào chiến lược phát triển chung của công ty. Đây là một cơ hội rất là tuyệt vời. Sau cuộc họp ngày hôm nay thì mình đã có những cái định hướng rõ ràng cho bản thân và mình tự tin là mình có thể đưa được đội nhóm của mình thực thi chiến lược của công ty một cách thành công nhất. Cuộc họp hôm nay là sau buổi họp, toàn thể nhân viên và các cấp lãnh đạo sẽ biết về việc xây dựng nguồn lực để thực thi chiến lược thành công, sẽ biết về việc xây dựng các quy trình kinh doanh để làm tốt chiến lược và biết được các cái nội dung nào cần phải tập trung ưu tiên để hoàn thành chiến lược.